gấu là trời, thiệt là cho anh mày anh đang ngủ mà kêu cửa liên tục vậy. Thiệt chứ hai xuống lắm con. Thôi anh không tin thôi, anh đang ngủ mà bé Lâm nó cứ làm phiền mình anh em ơi. Bây giờ hai nhà anh hai á, nếu mà có người nào đăng nhập vô thì đưa anh hai 100 nghìn cô luôn. Ai đưa? Trời ơi, trời thiệt mày. Thiệt chứ hai đâu nói giỡn với anh hai đâu, nãy đăng nhập vô còn cày với anh hai nữa mà. Ủa gì em cày ganh cho anh hả? Đúng rồi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ vô bên trong mạc mình để xem là có gì mà thay đổi giống như lời bé Lâm nói không nha. Nhưng mà có chắc chắn là không bị đăng nhập không? Chắc chắn rồi anh hai, để em chơi mấy tiếng không bị đăng nhập luôn. Ok, vô nè. Dạ. Hello, lại là mình Sima. Đẹp trai, có một con hai đây. Từ nãy tới giờ là mình đã đứng ở sảnh là đâu đó 30 phút rồi anh em ơi. Nhưng mà vẫn chưa có tình trạng mà ạc tôi bị đăng nhập ấy. Chứng tỏ là sư phụ hacker của bé Lâm là đã đá được thanh niên mà lừa ạc tôi ra khỏi càng này rồi anh em ơi. Đây, level 70 nha, chính xác là của tôi nha anh em ơi. Nhưng mà cái tiêu sử để là Vinh đẹp trai, gây vãi nồi luôn anh em à. Thanh niên mà lừa ạc của tôi tên Vinh anh em ơi. Ok, tủ đồ nha. Ui, 420 mẫu tóc cũng như là mũ này. Lúc mà tôi bị bắt ạc anh em là tôi nhớ là 418 anh em ơi. Nhưng mà bây giờ lên được 420 rồi. Nhưng mà không biết là nó mua cái mũ hay là cái tóc nào mà nâng lên được hai cái anh em ơi. Ui, tính ra là áo tôi là chỉ có 700 full ấy, tôi kiểu không dám mở áo luôn anh em ơi. Chủ yếu là tôi để cho số 700 cho đẹp ấy. Nhưng mà bây giờ nó mở đâu đó là thêm 18 bộ nè anh em ơi, 718 này. Trời ơi là trời cây thế nhì. Nhưng mà tôi không biết là ở trong đây nó mua cái áo gì luôn anh em ơi. Theo như mà tôi nhớ không nhầm là cũng có một cái áo mà cũng đắt tiền đấy. Ok, phần áo đá banh nè anh em ơi. Rồi, hết rồi anh em ơi, bây giờ là phần quần nha anh em ơi. 501 cái quần này. Quay, ạc túi là 500 cái quần nhưng mà bây giờ là lên được một cái quần anh em ơi. Thì cái số kim cương lần trước của tôi anh em là nó đã tiêu hết rồi anh em ơi. Tôi vừa nạp vô đó là 41.000 kim cương anh em à. Đấy, kiểu như là nạp vô để test sự kiện, quay sự kiện các kiểu để quay clip cho anh em xem ấy. Ok, phần quần nha anh em ơi, nói chung là cũng khá là ok này. Giày dép là 479 này. Quay, tính ra là số giày dép trong ạc của tôi là ngày trước là 450 nhưng mà bây giờ lên là 479 rồi anh em ơi. Á à, đù thật sự luôn ấy. Ok anh em ơi, nói chung là số giày dép mà tôi thấy là như này cũng khá là uy tín rồi anh em à. Nó cũng chịu kiểu như là thay đổi cạc tôi đấy. Ok nha, bây giờ là phần mắt kính với lại mặt nạ nha. 313 anh em à. Quay, tính ra là của tôi là 300 nhưng mà bây giờ nó nâng lên là thêm 13 rồi anh em ơi. Tức là nó mua được đâu đó là 13 cái mặt nạ ấy. Đầu quý da so các kiểu này theo cực 11 nè anh em ơi. Mặt nạ của tôi là 89 anh em ơi. Vậy là vẫn y nguyên anh em à. Nó vẫn chưa có bổ sung thêm một cái mặt nạ nào bên trong mặt của tôi ấy. Ok, đầu full thì tổng hết luôn là có 34 anh em ơi. Cũng bình thường, giống như là lần trước mà của tôi đầu tư anh em ơi. Hành động là 119 này. Đây, số hành động này nói chung là ngày trước là tôi đã cho anh em xem là 119 đúng không? Và chứng tỏ là thanh niên này không có một cái hành động nào ở trong cạc của tôi từ lúc mà nó lừa ạc của tôi anh em ơi. Ok anh em ơi, 13 cái hành động trong sân chờ này cũng vẫn nguyên này, với lại là một cái hành động hình nè anh em ơi. Sưu tập nha, 102 cái dù lượng này cũng nguyên luôn anh em ơi, không có thay đổi gì ở phần dù lượng này. Cũng như là 156 cái ba lô. Quay, tính ra là 156 là lên được một ba lô nè anh em. Ạc tôi ngày trước là 155 thôi. Rồi, thì hòm sát là 104 nè anh em ơi. Đây, hòm sát tính phòng nha. Đây chính là cái hòm sát mà tôi thích nhất luôn anh em ơi. 5 cái Skywin vẫn không thay đổi anh em ơi. Tôi thích nhất là Skywin gồng. Cuối cùng là 132 cái băng lướt. Ok, băng lướt 132 tôi thấy là cũng giống như lần trước của tôi đầu tư anh em ơi. Khoảng 132. Đây chính là số siêu xe bên trong mặt của tôi nha anh em ơi. Đấy, dạng siêu xe này mới đua rồi thôi. Lên bảng điểm số luôn chứ còn gì nữa. Ok, 272 cái bata này cũng như là 408 cái nền. Quay, bây giờ tôi mới để ý là tôi nhiều nền kinh điển luôn ấy. 16 cục đá chế tác này với lại là 5 hộp đá ma thuật anh em ơi. Ui, hy vọng là nó đừng có mở hầm vàng của tôi. Hay lắm, ngon anh em ơi, cội nguyên này. Trời ơi, trời, tính ra là hầm vàng này tôi tích lũy bao nhiêu năm mà nó mở chắc là tôi xỉu luôn anh em ơi. Khá là hên luôn. Rồi, thì nói chung là trong phần tủ đồ ạc của tôi là có sự thay đổi đó anh em ơi. Nhưng mà cũng không quá lớn anh em à. Cao nhất là 18 bộ đồ anh em ơi. Ui, nâng cấp súng của tôi mà nó không có nâng cho tôi luôn nè anh em ơi. Trời ơi trời, tôi không hiểu là nó tiêu đâu đó là 21.000 kim cương của tôi là nó vào cái mục đích gì luôn anh em ơi. Phải nồi thật sự luôn. Ok anh em ơi, thì bây giờ là tôi cho anh em xem nốt luôn là phần không khí trong mặt của tôi nha anh em ơi. Đây, vô phần kho súng luôn anh em ơi. Đấy, nói chung là của tôi là có mấy khẩu súng mà vẫn chưa lên được level 7 anh em ơi. Nhưng mà tôi vừa nộp 47.000 à 41.000 kim cương anh em à, quên.
thì chắc có lẽ là xíu nữa tôi sẽ năn nó luôn anh em à. Đấy, tại vì là hôm nay shop sim mà biết chúng con của tôi tăng lễ, cho nên là tôi nói chung là quay khá là nhiều anh em ơi. Và tôi rút vô 44 ngày em cường, chắc có lẽ là xíu sẽ đầu tư cái hàng này cho tôi anh em ơi. Ok, cuối cùng là cũng xong rồi nha. Đây chính là toàn bộ những gì mà bên trong hàng của tôi ở phần súng nha. Rồi, thì bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ đầu tư hàng của tôi anh em ơi. Mấy ngày nay là tôi thấy có rất là nhiều sự kiện ra luôn anh em à. Nhưng mà cái một điều là cái hàng của tôi là bị thanh niên kia lừa anh em à. Thành ra là tôi cũng không có vô được ấy. Bởi vì mỗi lần vô là bị nó đăng nhập liên tục. Trời gấu rồi trời. Tôi biết nhà thanh niên mà lừa hàng của tôi, xác định tôi tới nhà tôi khô máu não lông cước luôn anh em ơi. Ok, thì bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ đi quay những cái vòng quay đó và quay full luôn nha. Vòng quay đầu tiên mà tôi muốn quay chính là vòng quay cái màu hóa băng nha anh em ơi. Và bây giờ tôi đang có là 41.781 kim cương. Để xem là full vòng quay này tôi tốn bao nhiêu kim cương anh em ơi. Thì anh em thử tính nhẩm với tôi nha. Ok, quay x10 luôn anh em ơi cho nó nhanh con lẹ. X1 thì nói chung là khá là lâu lắc luôn. Rồi xong, ra cái nệt luôn. Ok, ra đi trời ư là cho nó nỉ. Vãi nồi lại ra cái nệt. À, bây giờ tôi cho anh em xem thế nào mới gọi là đại gia quay đồ này. Đây, đại gia là như này nè anh em ơi. Kim cương nói chung là tôi là bao la của anh em à, cho nên là rất là thoải mái luôn ấy. Bây giờ nếu như mà tôi quay hết 41 ngàn cương này, xíu nữa tôi đập 100 ngàn cương vô vẫn chơi tiếp anh em ơi. Liều mạng luôn ấy. Ok, rồi bây giờ tôi khá là đủ điểm rồi anh em à. Đấy, bây giờ là tôi sẽ đổi cái cây AKM này nha anh em ơi. Hãy đủ mảnh rồi, 130 mảnh này. Ok, đấy, khá là xịn sò luôn. Quay tính ra là cây AKM này nhìn cũng khá là ngầu đó anh em ơi. Ui, cây này mà đi tán gái thì thôi, thứ gì mà chịu nổi luôn. Ui, cái hành động này nhìn kiểu cực kỳ ngầu nè anh em ơi. Từ từ đây à anh em ơi, hành động này này. Trời ơi, là trời giống như kiểu là anh em đang luyện siêu sư gia vãi nồi thật sự luôn. Ok, bây giờ tôi chốt là tôi lấy nó luôn là cái hành động này nha anh em ơi. Đấy, tiếp tục với công đoạn là đại gia quay đồ anh em à. Từ nay anh em hãy gọi tôi là đại gia Sima đô la đầy người anh em ơi. Đó, ấn liên tục luôn. Ok, đây, hợp lý rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ là tôi nghĩ là tôi đủ điểm rồi. Ok, đổi luôn nha. Ui, hành động này thôi, thứ gì mà chịu nổi luôn anh em à. Chắc lừ vãi cả trưởng luôn ấy. Anh em nào mà có hành động này rồi thì nhớ là comment ở dưới cho tôi biết nha anh em ơi. Theo như mà tôi thấy là cái vòng quay này chính là vòng quay mà cuối cùng mà tôi chưa có anh em à. Đấy, tiếp tục đại gia Sima đô la đầy người quay đồ anh em à. Tất cả những vòng quay như là châu Ron khủng long này kia tôi có hết. Ủa vậy? Gì nhanh cũng lẻ vậy? Đù, ra luôn anh em ơi. Trời ơi, là trời lần đầu tiên mà tôi thấy là kiểu tôi quay như này mà ra luôn ấy. Rồi, được anh gà gán thương rồi anh em ơi. Trời ơi, ngon lành cành đào chứ còn gì nữa. Ui, tính ra là bộ này là được hành động khá là nhiều luôn nè anh em ơi. Ui, ngon thế nhỉ. Tôi nghĩ nếu như mà anh em mà quay bộ đồ này nói chung là khá là lợi. Không phải là anh em nhận được bộ đồ mà phải nói là nhận được hành động có kiểu luôn á anh em ơi. Tôi còn như khá là nhiều mảnh cho nên là tôi sẽ đổi avatar này với lại là cái nền nha anh em ơi. Ok, rồi, hợp lý rồi chứ còn gì nữa. Ui, tính ra lần đầu tiên mà tôi mở ra một phát một ra luôn anh em à. Ok, hiện tại là của anh em mà bị hack này hoặc là bị dính liên kết với lại là thanh niên hack á mà chưa lấy lại được á, thì nhớ là kết bạn với lại là ID game của bé Lâm nha. Bé Lâm nó sẽ kêu sư phụ của nó cũng như là lấy giúp anh em nha. Bây giờ tôi mới biết là bé Lâm nó có sư phụ là hacker giỏi vãi nồi luôn anh em ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Đừng quên là cho mình xin một like này cũng như là một đăng ký kênh nha anh em ơi. Bắt đầu từ nay là tôi có ạc quay clip cho anh em xem rồi. Ngon quá chưởng luôn anh em à. Anh em đừng quên là chúc mừng tôi nha. Hôm nay nói chung là tôi khá là vui luôn. Cho nên là tôi quyết định là tăng tỷ lệ shop tôi luôn nha anh em ơi. Và đừng quên là tôi ghi phần comment nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở video sau.